mới vào quận trung tâm đi đó là thành phố Hồ Chí Minh, thường hiệu học bổng được ban tổ chức đi đó là thành phố Hồ Chí Minh. Từ tất cả các bạn học viên, tôi xin thay mặt đi đó là thành phố Hồ Chí Minh xin tập đi đó là thành phố Hồ Chí Minh về những đóng góp của chúng ta. Còn các thành viên sau đây: một, ông Trần Đình Vương, tổng thư ký trưởng ban; hai, ông Nguyễn Hồng Phẩm, trưởng ban đồng tạo phó ban; ba, ông Diên Đình Chính, trưởng phòng phó ban; bốn, bà Phạm Phạm Tân Thân, kế toán trưởng nhân viên; năm, bà Mai Hồng Ái Tùy, nhân viên văn phòng ủy viên; sáu, bà Đoàn Thị Thu Hà, nhân viên ủy viên; bảy, ông Nguyễn Văn Huy, phó chủ nhiệm nhà thi đấu Thái Sơn Nam ủy viên về thành phần diễn viên; ông Ngô Lê Bằng, phó chủ tịch liên đoàn lao động Hồ Chí Minh. Điều hai, các thành viên ban tổ chức có trách nhiệm phối hợp tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ phụ sản sơ cấp năm 2020. Các bạn học viên, nếu mà theo thứ tự thì năm nay lần lớp này chúng ta là lớp thứ hai. Lớp thứ hai cái bạn Văn Lan vào, anh nhớ đây là Văn Lan vừa rồi là lớp thứ nhất trong thời kỳ rất là khó khăn của chúng ta, trong thời kỳ chúng ta phải cách ly thì lớp đó dừng, sau đó chúng học lại. Tất cả những học viên của lần đó thì đã thể hiện cái tinh thần có thể nói là tuyệt vời. Lượng thông tin thì cũng đối tùy người, có những người thì không, nếu các bạn học đại học rồi, các bạn học đã từng chơi futsal thì nó không khó lắm. Những bạn mới lần đầu thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều thứ mới mẻ. Gì cũng rất là mong muốn các bạn thể hiện cái tinh thần mình là cầu thủ, mình là huấn luyện viên, ý chí của mình thể thao. Các bạn tham dự lớp này đó là các bạn là đồng nghiệp của tôi, và tất cả những điều gì chúng ta cần thể hiện cần phải, tôi sẵn sàng chia sẻ. Đầu tiên cho phép tôi xin lỗi, tại vì có nhiều bạn nhìn mặt thấy quen lắm nhưng mà không có nhớ hết. Lần đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận cái đề xuất kia cho tổ chức những lớp học để làm trong năm để phục vụ cho cháu ra khóa trước và trước hơn nữa. Nếu bạn đạt được loại giỏi và loại xuất sắc thì bạn sẽ học nâng cao hơn nữa. Còn nếu mà bạn qua được cấp 1, 2, 3 phút ADC thì bạn sẽ trở thành giảng viên, phải đạt một cái mốc. Và song song đó thì cũng rất là mong các bạn là được cố lên trao dồi cái tinh thần của bạn. Từ này đó là nhiều, rất là nhiều những gì mình đang kiếm ngoài những kiến thức bạn sẽ học. Cuối cùng xin chúc các bạn đầy đủ sức khỏe, chúc thầy bằng là cố gắng lên dạ, luôn các bạn đóng góp cho môn cháu xanh, cũng như thầy bằng là đào tạo ra rất là nhiều thầy để phục vụ cho môn đá nói chung xanh đó đi. Xin cảm ơn. Cố gắng học đúng giờ, tuân thủ nội quy với đoàn kết để giúp chúng ta đạt kết quả tốt nhất.